Hello mọi người, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tựa game Skibidi Toilet biến hình nhẹ nhất ở trên Roblox nha các bạn nha. Nếu như các bạn ngày hôm nay mà nghe thấy cái giọng mình nó hơi lạ lạ thì đúng rồi đó các bạn ơi, mình đã bị bệnh nha các bạn. Cho nên là mong là các bạn thông cảm cho anh Jay nha. Nhưng mà yên tâm đi, tuy là mình bị bệnh nhưng mà mình sẽ có một món quà mà không, có hai món quà dành tặng cho các bạn fan của mình luôn. Ngay bây giờ món quà đầu tiên đó chính là bạn Khánh đẹp trai. Đẹp Khánh đẹp trai 1997 hả? Mình phải gọi bằng anh mới đúng á các bạn. Mình sinh năm 2000. Em chào anh. Để mình trách cho bạn nghe. Em chào anh. Này, em chào anh. Em chào anh. Em chào anh. Anh Khánh, em chào anh. Đứng yên. Rồi. Cho em hôn miếng. Yo. Chị. Ok các bạn, bỏ chuyện ở đây các bạn ơi. Và ngày hôm nay mình đã nói với các bạn rồi, món quà của mình đó chính là hai nhân vật hoàn toàn miễn phí trong game này nha các bạn. Đầu tiên các bạn chạy lại cái chỗ enter code nè, các bạn bấm chữ E lên. Rồi các bạn sẽ vô. Ok, đầu tiên là các bạn hãy bấm vô cái chữ, bạn hãy ghi chữ là file lúc phi nha các bạn nha. Đó, ghi trang cái chữ này nha các bạn. Và các bạn bấm rhythm. Đó, là các bạn sẽ được một nhân vật Skibidi miễn phí. Ở đây nè, từ đâu rồi. Từ để mình cho các bạn coi nha. Ủa, ở đây, đâu rồi. Cái con Skibidi màu vàng đó các bạn. Từ để mình đi kiếm mình cho các bạn xem. Đây nè, hình như nó đâu đây nè. Wait, what? Vậy nó cuối cùng nó cho mình cái con gì vậy? Hình như nó cho mình cái con này thì phải. Oh my god. Có thể là như vậy nha các bạn nha. Rồi, bây giờ cái thứ hai, phần quà thứ hai là các bạn lại đây luôn. Các bạn bấm cho mình cái chữ đó chính là sub. Bật viết hoa lên, sub tu file Luffy. Đó, các bạn hãy ghi cái chữ này nha. Ok, rất là đơn giản nha các bạn. Ở đây nó có nguyên cái chữ này, các bạn viết theo là được rồi. Redeem thêm cái nữa. Let's go. Vậy là hồi nãy mình lấy cái gì vậy trời? Mình cũng không biết nữa, bây giờ mình đã có thêm một con nữa nè. Đây, mình đã có được con Skibidi phiên bản ông già luôn. Phiên bản phù thủy nha các bạn nha. Bữa được cái chứ. Ok các bạn à, bạn nào mà thích theo Remaster là sẽ thích cái nhân vật này nha các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy thêm những nhân vật mới ở trong game này hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì mình sẽ dắt các bạn đi nha. Mong là các bạn nhớ để lại cho video một nút like ủng hộ cho anh Jay, tuy bị bệnh nhưng mà vẫn làm video cho các bạn nhé. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Rồi bây giờ mình cùng nhau vô đây coi thử có gì không. Trong đây không hề có gì các bạn ơi. Vậy là khả năng cao mình nghĩ là nó nằm ở trong cái chỗ này. Ba nhân vật xuất hiện luôn, ghê dữ. Tưởng tôi không có, tôi có đồ còn xịn hơn chứ. Đây bây giờ mình sẽ thử mở cửa này coi. Ở trong phòng này không có gì hết các bạn ơi. Thôi đi, biến thành anh Đa Phu cho nó hên. Xin chào mấy em nha, anh là Đa Phu đây. Ồ, có kìa, thấy không? Vừa mới làm anh Đa Phu cái là có liền các bạn, vô lụm miễn phí liền. Ủa, có ông nào biết hình G-Man luôn nè các bạn ơi. Ngày xưa trong game này là quýnh lộn được nha, nhưng mà bây giờ không biết tại sao trong game mình nó không cho quýnh lộn nữa rồi. Bro, Skibidi Toilet phiên bản màu hồng con. Oh my god bro. Oh my god. Hello bro. Nhìn ghê quá, nhìn bựa quá các bạn ơi. Mở cửa tôi vô coi trong đây có gì không. Rồi ok, trong đây có gì hết. Mình nghĩ là nó sẽ nằm ở thế giới khác. Bây giờ mình sẽ qua chỗ khu căn cứ của tụi Skibidi coi có gì không nha các bạn nha. Thôi mình sẽ làm G-Ray bình thường cho nó chắc các bạn. Rồi, cái game này có rất là nhiều bạn nói với mình là anh Trai ơi, em dùng điện thoại mà em chơi cũng không được. Ủa, mày đẹp bro. Cái game này anh thấy nhẹ lắm luôn á. Cho nên là các bạn hãy thử tải lại nha. Chứ mình thấy game này rất là nhẹ nha các bạn. Một cái anh gì đây? What the hell? Anh mấy khoan. Không phải, anh này là anh cameraman nhưng mà phiên bản bị anh Kirito quăng cái này vô, đó chính là anh Lucky cameraman nha. Có cái ở đây màu đỏ là Lucky cameraman nè các bạn. Ê, xin chào em nha. U, trong game này hôm nay bây giờ có quá trời người chơi luôn các bạn. Có vẻ như là game này nó khá là nhẹ cho nên nhiều người rất là thích chơi game này nha các bạn. Rồi để mình đi vô trong khu căn cứ của tụi Skibidi. Ê, trời, hai cái luôn bạn ơi, dạng khè luôn nè. Skibidi một mắt.
cái con này ở trong thế giới multiverse của Anlum Studio nè. Wow, đằng trước của nó là có bản điện tử nha. Hai bên là hai cái súng sáo nòng các bạn, có thể bắn được không? Ồ, bắn được luôn các bạn ơi. Yeah. Bắn đi. Yeah. Và có một mắt nha các bạn nha. Cái này chúng ta có thể gọi là G-Man một mắt cũng được á. Rồi, tiếp theo là một con Skibidi tiến sĩ nha các bạn. Wow, mẹ đét, cái này giống như con trai của một tiến sĩ vậy ta. Và hắn ta bò bằng bốn cái chân các bạn, kèm với lại trên đầu hắn là có hai cái đồ để bắn tia laser. Nhìn cũng hơi ghê đó, nhưng mà thôi kệ không sao. Skibidi là nó phải ghê vậy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua bên phòng tiếp theo coi bên đây có gì nè. Ê, cái chỗ này là hôm bữa đi rồi nè, đúng không? Ê, bây giờ ở trong này nó không cho mở cửa đó mà nó tự cho đi luôn. Nó không thèm mở cửa nữa các bạn ơi. Chắc là mở cửa lâu quá hay gì. Rồi trong đây có gì không nha? Hôm nay không có gì hết trơn. Ê, it's pretty good. Có đồ ngon, có đồ ngon. Lụm Double Claw có nghĩa là hai cái móng vuốt hả? À, đây là con Skibidi mà đã làm cho anh Lucky Cameraman bị thương nè các bạn. Trời ơi, đây là cái màn hình của nó nè. Skibidi nó đang ăn trộm nhưng mà ở trong đây người ta làm sai rồi. Đáng là con này nó đâu có miệng đâu mà trong game này người ta làm có miệng. Quậy cái trưởng này chứ, làm sai rồi các bạn ơi. Thôi đi qua bên hometown đi. Ê, bên đây có nhiều đồ nha. Ủa, thằng nó đen thù lùi dưới đây vậy các bạn. Kid Basket là cái gì? Wait, what? Một em bé nằm ở trong thùng rác. Hey yo, let's go baby. Woohoo. Hello người em à. Thấy anh không? Nè, ê, mày biết cái meme này. Hình như cái này là một em bé nằm ở trong thùng rác và em bé nói là Skibidi dum dum dum. Yes yes, Skibidi dum dum nip nip. Trời ơi chưa? Hello. Ok đi tiếp nào các bạn ơi. Ở nhìn cái này bữa thì các bạn ơi. Vô chiều chiều. Coi chừng mốt cái game này nó làm mình ở trong đây luôn á. Rồi tiếp tục nha. Laser Armored Toilet là skill deck được trang bị súng laser và áo giáp hả? Tia laser màu xanh luôn các bạn. Ôi cái này hàng xịn nha, cái này hàng tiễn đó, màu xanh là hàng tiễn đó. Ok và trong đây hầu như là đã hết rồi nha các bạn nha, mình đã lụm hết rồi, bây giờ mình sẽ đi qua thế giới tiếp theo. Đó chính là ở bên khu này, thành phố bị đổ nát. Let's go, để coi có gì không nha. Ở bên đây á, mình để muốn nhìn thấy dễ là chúng ta phải mua máy bay nha các bạn. Mình đã có rồi, từ máy bay mình đâu ta. Máy bay, đây nè, từ mình phải làm người bình thường cái đã. Sau đó mình sẽ lấy cái máy bay của mình ra và mình sẽ bay lên trời. Ôi, ghê. Đây, đây là sức mạnh của robot đó các bạn. Ok, để mình bay, mình kêu. Ê, đây nè, có một cái nè các bạn. Hình như là cái thành phố này nó chỉ có duy nhất một cái toilet thôi à. Vậy thì lắm thôi. Hôm bữa là chúng ơi mà hình như cái máy bay này nó đẹp hơn hôm bữa đúng không ta? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lượm cái này vô. Và đây chính là con Astro đang giữ màn hình tivi hả? Ở đâu? Giữ một anh TV man. Oh my god. Và nó đang dùng cái này để nó quýnh vô người của ảnh nè các bạn ơi. Kiểu như nó càng cua các bạn. Oh no. Ok được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua khu tiếp theo và đó chính là khu Dubai nha. Đây, qua Dubai. Trời sao toilet về Dubai nó chồng dữ vậy trời. Và đây chính là Secret Agent Toilet, một con toilet điệp vụ bí mật. Ồ, điệp vụ gì mà cầm sáo nòng, cầm kiếm đồ dữ người ta. Dữ không mà mấy trực thăng luôn bạn, ghê. Cái gì đây? Toilet Rocket Soldier á. À, toilet quân lính rồi các bạn. Đào thử em. Ủa, đây được rồi nè các bạn ơi. Oh my god. Wow. Wow, con này được áo giáp hai bên luôn và được tên lửa màu đỏ. Ở đây súng laser nè các bạn. Wow, và cái miệng của nó cười nè các bạn ơi. Để mà kiếm đen được các kiểu à. Trời, cái tên lửa này bắn sao luôn á. Ghê, yeah, dữ cái chứ. Thì nói chung là cái game này á, mỗi lần mà quýnh lộn thì nó hơi lỏ đi xíu. Tại vì các bạn biết mà, cái game này là game lỏ, game này là game nhẹ. Cho nên là người ta làm mọi thứ để cho cái game mà nó nhẹ nhất có thể. Nên các bạn thông cảm nó như nó không được đẹp ha, ok. Để mình xem, bên đây quá trời luôn nè. Tính nói để mình xem bên đây coi có gì không. Tiến sĩ đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, nhưng bây giờ thì tiến sĩ là vĩnh biệt rồi các bạn à. Ông tiến sĩ này bây giờ là ổng đang ở dưới đó rồi nha các bạn nha. Ổng hết cứu rồi các bạn. Ổng bị Ender Speakerman cầm lên. Bum. Hết cứu. Ok. Tiếp tục cái gì đây? Một con toilet đột biến bình thường. À đâu. Trời ơi là trời. Ê, nhưng mà sao con này nó đi dưới lòng đất luôn vậy?
Wait what? Mình nhìn mình tưởng là cái chân của nó giống xíu à, nhưng mà không có, cái chân nó bự lắm nha các bạn nha. Mà tự nhiên này bị đi dưới lòng đất rồi các bạn ơi. Ảo ma gada từ cái chứ nè. Nhìn nó nè, đây là nguyên cái cơ thể của nó nè các bạn. Nhưng mà tại sao nó bị lỗi hay gì à? Ờ chắc nó bị lỗi rồi các bạn ơi, người ta làm nó bị lỗi rồi. Thôi bây giờ mình đi vô trong căn cứ camera đi. Này, căn cứ camera nằm giữa Dubai luôn. Vậy là trước đó một chuyện là mấy anh cameraman là đại gia nha các bạn nha. Căn cứ nằm ngay Dubai là phải đại gia rồi. Bây giờ mình đi vô đây coi có hàng gì mình lụm không nha. Này có gì không, có gì không. Rồi luôn, không có cho, không có gì luôn. Ok đi qua chuyện tiếp theo nào. Vậy là bây giờ mình đi hết rồi, mình không thấy thêm đồ. Mà mình thấy ở bên đây nó mở khóa còn rất là nhiều con luôn đây nè. Nè từ đó thấy không, còn quá trời con luôn mà kiểu hình như mấy cái con này là mấy con phải tốn tiền cái đi. Hình như mấy con này là mấy con phải tốn tiền mới mở khóa được cái sao ấy. Con màu vàng này lấy logo vậy, không bán được. À đúng rồi, vậy là mấy con ở dưới này là mấy con tốn Robux để mua các bạn. Còn cái con màu vàng này thì mình không biết tại sao mà hồi nãy mình không lấy được các bạn ơi. Hình như cái con là mình phải nhập mã, mình như mình nhập mã sai gì á. Để bây giờ mình ra mình nhập mã hay mới phải với cái con này không ta. Để mình ra mình nhập mã lại coi phải không nha các bạn nha. Hay là hồi nãy mình nhập mã sai á. Từ. Rồi đây đi ra nhập mã lại đi. Let's go baby. Đây. Bây giờ mình sẽ đi qua đó mình nhập mã lại nha. Mã của nó là Luffy Fire, Luffy gì á các bạn. Nói chung là Luffy lửa nha các bạn nha. Luffy mà có kết hợp với lại anh AC gì. Rồi đâu thử luôn. Nè, rồi hồi nãy là mình nhập là file Luffy. À là người ta ghi là cái code này không có được, không có thật nha các bạn nha. Là bây giờ mình sẽ ghi không có viết khoa. File Luffy. Wait what? Bây giờ mình sẽ viết file Luffy mà viết dính với nhau luôn, thử làm sao. Oh no bro, mình sẽ viết khoa luôn. File Luffy. Wait what? File Luffy dính chặt luôn. Oh my god bro. Tại sao? Làm sao để lấy được cái con Skibidi màu đỏ đó này, màu vàng ở đây? Trời ơi, mình nhớ là người ta hướng dẫn cho mình như vậy mà ta. À ơi, nó cay thật chứ. À nhiều bạn nói là anh cho em coi lại mấy con Skibidi Titan của anh đây nè, cho coi nè. Đầu tiên là Titan The Real Man phiên bản màu đỏ, đẹp chưa? Ủa công nhận cái game mình nó làm mấy con này đẹp thiệt luôn các bạn. Tiếp theo là Titan The Real Man cấp 1. Nhưng mà không biết tại sao anh lại có cái đồng hồ đây. Titan The Real Man có cái đồng hồ ảo thiệt chứ. Rồi đây là Titan đồng hồ Man nè. Anh này có thể bay được nha các bạn nha. Và những dư vật này đều là phải tốn Robux để mua. Một con hình như mình nhớ may mắn là 100 Robux nha các bạn. Nói chung là cũng hơi mất mắt xíu. Titan TV Man. Titan TV Man này ngầu không? Hơi bị ngầu nhưng mà Titan TV Man cấp 3 là nhìn là quả chè đậu luôn á. Coi nè. Trời ơi, đây là Titan TV cấp 3 nè các bạn. Nhìn quá chà đậu. Ủa, không phải, cái này không phải. Đây nè, đây mới là Titan TV cấp 3 nè. Nhìn đi nè. Đi như là bị tật quyền á các bạn ơi. Yo. Nói chung là mình không có chê tật quyền hay gì nha. Nhưng mà ý là các bạn coi nè, nhìn cái chân của anh đi. Cái chân đi cứ bị méo méo sao các bạn. Quậy cái chữ nữa chứ. Hay được rồi các bạn ơi, mình nghĩ là video của mình ngày mai tạm thời kết thúc tại đây nha. Mong là các bạn nhớ để lại cho video một nút like ủng hộ cho mình làm tiếp video trên kênh này nhé. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới để ủng hộ cho kênh J Gray Gaming nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Mình bye bye. Give me what I'm looking for. Yeah.